Thì khi mọi người nhìn vào, mọi người thấy vấn đề nổi cộm lên của gương mặt chị ngày hôm nay đó chính là cái phần da dư bọng mỡ mí dưới cũng như là cơ gò má bị chảy xệ và cái phần rãnh mũi má rất là sâu, đúng không ạ? Các đường nét của chị đã khá hài hòa rồi, tuy nhiên cái phần mí dưới nó có bọng mỡ quá nhiều cũng như là cơ má chảy xệ xuất hiện râu ròng, hay còn gọi là cái đường rãnh mũi má của mình đó, thì chị đã quyết định đến với bệnh viện thẩm mỹ JW Hàn Quốc để mà mong muốn tìm cho mình được một phương pháp hài hòa hơn. Thì như chị chia sẻ trước đó thì chị cũng đã có tìm hiểu về phương pháp Mid Face tại JW rồi, và khi đến tư vấn thì cũng được bác sĩ chỉ định là nên làm phương pháp này, thì chị đã quyết định ngay luôn ha. Thì phương pháp Mid Face có nghĩa là mình sẽ lấy mỡ da dư mí dưới kết hợp với nâng cơ gò má của mình lên, và thông qua cái đường cắt sát bờ mi dưới thì bác sĩ sẽ đính các cơ má lên ha. Đây làm cho những cái cơ chảy xệ nó trở về vị trí cũ, không còn tình trạng chảy xệ nữa. Thì nhờ vậy thì cái đường rãnh mũi má này của mình nó sẽ bị mất đi luôn mọi người ha. Thì không để mình phải chờ đợi lâu nữa, em xin mời mọi người cùng xem kết quả ngày hôm nay của chị luôn mọi người nhé. Đây, chị mới vừa làm xong luôn là em có mặt để quay cho tất cả mọi người cùng xem. Đây là hình ảnh mí dưới của chị nè mọi người. Nè, em quay gần cho mọi người xem luôn thì mọi người có thể thấy cái đường cắt rất là mảnh, cũng như là cái đường may rất là nét, rất là nhỏ, tự nhiên mọi người ha. Thì đây em cùng so sánh hình ảnh trước và sau cho mọi người xem nhé. Đây mọi người xem kỹ giúp em ha. Thì phương pháp Mid Face làm cũng rất là đơn giản thôi, mình sẽ là tiền mê mọi người nhé. Gây tê tiền mê làm khoảng 45 phút là xong thôi. Mình sẽ về ngay trong ngày luôn mọi người ha. Đây, mọi người so sánh hình ảnh mắt của chị trước và sau giúp em ha. Đây nè, có giống như là hai người khác nhau không? Trước thì nhìn rất là buồn luôn, và sau khi làm xong thì cái phần đặc biệt là cái phần rãnh mũi má của chị đã không còn nữa nè. Cái phần cơ gò má đã được nâng cao lên, cũng như là mình lấy được cái phần bọng mỡ da dư đi rồi mọi người thấy không? Gương mặt của chị rất là tự nhiên luôn, vừa mới làm xong không có tình trạng sưng nề gì nhiều hết. Thì rất là đơn giản, mình làm về ngay trong ngày, chị nằm đây nghỉ ngơi chút xíu, tí là mình về luôn. Qua ngày hôm sau sẽ đến vệ sinh vết thương và 7 ngày quay lại cắt chỉ là mình đã hoàn tất rồi mọi người nhé.